Mến chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thu hoạch vài cái trái bầu. Tại vì mấy hôm nay mình cứ lo mình ngắm bầu hoài mà mình không có hái. Mà mình còn hứa với một cô bạn ở trong office của mình là mình sẽ cho bạn mình cái mấy trái bầu mà mình quên. Hôm nay thôi thì hái. Chắc nó có lẽ nó cũng hơi già rồi nhưng mà cũng còn ăn được. Còn cái trái này thì nó già lắm rồi, mình sẽ để làm giống luôn hết các bạn. Bây giờ mình lên đây mình hái. Hái cho bạn mình. Hứa rồi mà cứ lo ngắm hoài, nói chừng bây giờ sực nhớ ra nói trời ơi hứa rồi mà không có hái. Bây giờ mình hái đây. Trái này thì chắc ảnh còn non lắm, trời cái lông nó còn rất là ấy luôn, cầm vô cái lông nó còn tươi cứng à, còn đứt cứng à. Giờ mình sẽ kiếm cái gốc nó đâu vậy ta, không biết cái dây của nó là ở chỗ nào. Chắc cắt từ chỗ này quá. Gì vậy? Cứng quá. Cái kéo này cắt không được luôn á. Chắc có lẽ mình phải lấy cái dao quá. Cái kéo này có kia đưa giùm mẹ cái dao được không con? Có cái cây cắt cơm mà không biết không mà không rày để đâu rồi. Hôm bữa kho thì chắc dẹp đâu rồi. Lấy cái dao này cho nó bén. Oh my gosh. Nó bể rồi. Vậy là cái trái này phải để ăn rồi. Mẹ yếu tay quá à, mẹ cắt không được. Thôi hái trái khác cho cô đi. Trái này mẹ đem vô mẹ nấu canh rồi. Bể rồi các bạn ơi. Cái tay mình yếu quá à, không được. Bể rồi. Tội nghiệp nó quá à. Đây nè. Bể ra làm 4-5 khúc luôn con. Nó bị giỡn quá. Uổng quá ha. Ở đây mẹ để lên bàn cái đã. Bể hết trơn rồi. Ok, to help me. Một cái tay của mẹ làm sao mà mẹ có thể mẹ bợ được. Cái mẹ con coi trong đó, nó vẫn còn non lắm á Cookie. Uổng quá. Sao giờ? Hết trơn. Cái gì đang bận rồi. Thôi bây giờ mày để máy đi con, ở dưới con cầm ha. Các bạn ơi, cái trái này nó chín 10 phao luôn, cho nên là mình cầm một tay ấy, mình không có thể nào mình đỡ được. Mình cắt cái nó rớt xuống là mình làm rớt luôn bể cái trái bí, trái bầu đó rồi. Cho nên là mình phải cắt cái trái này. Mà mình nhờ Cookie là con ở dưới con cầm giùm cho mẹ đi. Chứ một tay mẹ là mẹ không thể nào mẹ cắt nổi hết á. Cho nên là mình đang phải cắt nữa nè, mà mình sợ quá. Đập cái mặt con. Ừ mẹ sợ quá kia ơi. Con bợ nha. Hai mẹ con đi cắt bầu gì mà dỗn quá. Ôi được được rồi. Mừng quá. Trái này cho cô Diệp nha. Đó. Rồi. Rồi mình sẽ qua bên kia mình cắt thêm hai trái nữa các bạn. Hai trái bên đó thì chắc có lẽ dễ nhưng mà nó cũng mập lắm luôn á. Con để lên bàn giùm mẹ đi con. Đó. Bây giờ mình qua bên này mình cắt hai trái này thì nó thấp thấp, nó cũng mà bự quá chừng luôn, nhưng mà có thể là mình còn handle nổi rồi đấy. Các bạn thấy mình cầm nó xuống mẹ dỗn quá. Thôi kệ cái đó đi, mình ở nhà mình nấu canh. Bây giờ tới hai cái trái này các bạn ơi. Cái này là bầu sam nha các bạn, mà như mình có thưa với các bạn nó bị lai giống á, cho nên là hồi ôi cái lông của nó còn rất là tu tủa luôn á. Mình cầm vô á nè, thêm một trái nữa nè các bạn. Ai thích ăn bầu sao thì ăn bầu này nha. Rồi mình để xuống rồi mình hái thêm trái này nữa. Nhiều quá. Trái này không biết một mình cầm nổi không nữa. Trái này nó hơi nặng nha. Trái này chắc không nổi quá à. Mẹ ôm nó vô. Mẹ ôm nó rồi mẹ cắt. Mẹ ôm nó vô. Mẹ té té nó luôn á. Rồi mẹ ôm nó vô đi mẹ cắt lại. Con phải qua bên đây nè. Trái này mình phải kẹp nách đó là các bạn, mình phải cắt nổi. Anh mập quá. Ây da, trời ơi. Rồi một trái to quá, trái này cũng nặng lắm luôn á. Tại vì trái này nó mập u à. Mà mình nói với các bạn á, trái này là trái bầu sao, lai bầu thước. Cho nên là để nhà mình ăn thử coi như thế nào. Rồi mình đi xuống nha các bạn.
không được đâu con, một tay hái có chút xíu mà cũng đổ mồ hôi luôn á các bạn. Này các bạn, mình hái được 4 trái á, mà một trái bể rồi. Cái trái này mình sẽ cắt ra rồi mình nấu canh ở nhà, còn cái trái này thì mình sẽ cho cô bạn thân của mình nè. Rồi hai trái này nếu hồi mình giữ một trái ăn thử, thì mình chưa ăn trái bầu sau bao giờ hết, nhưng mà bầu sau này là bầu sau lai ha. Và một trái chắc hồi cô em mình qua mình sẽ cho ha. Bây giờ các bạn cùng theo mình vô cái góc vườn nha. Cái góc vườn đó nó có mấy cây bạc hà của em gái mình cho mình trồng đó, nó lớn lắm rồi. Mình sẽ cắt đi một chút xíu nữa mình nấu canh chua. Mấy hôm nay mình ăn đồ Mỹ mình thèm, rất là thèm canh chua cá kho luôn đó các bạn. Nên là mình sẽ đi qua mình cắt bạc hà nha. Rồi mời các bạn cùng đi với mình nè. Hồi nãy mẹ cũng rửa táo sơ sơ Cookie, tại hôm đó mấy qua mấy người hái đồ này nọ, mẹ thấy tội nghiệp quá, mẹ mới tắm rửa cho nó xong á. Chắc có lẽ là tuần sau là mình hái táo được rồi đó. Bây giờ thì cái chỗ này thì con sẽ hơi khó đó, thì con tại vì mẹ phải chui tuốt ở phía trong, thế là con cứ đứng ở ngoài này đi, mẹ hái rồi mẹ đi ra thì mới thấy chứ trong đó, tại vì mình không có đất nhiều á, mé bên này mình trồng rau Việt Nam nhiều á, thì ở trong đây mình để cái chậu bạc hà tuốt ở trong luôn, cho nên là hơi khó. Rồi mình hái bạc hà xong mình sẽ ra mình hái một ít ớt lớn lớn để mình nấu canh chua, mình bỏ rau thơm với lại ớt ha các bạn ha. Rồi ô trong đây có mấy trái cà tím rồi kia ơi, mà sao không thấy vậy ta, dễ thương quá ha. Các bạn coi nè, coi cà tím của mình nè, nó cứ lủng đủng nó cho mình trái hoài à. Hôm đó mình nướng mỡ hành, trời con gái mình nó mê thiệt là mê. Mê không con? Thấy bạn mình qua nói bên đây là vườn rau xứ Việt. Mình phải chui tuốt vô trong nha các bạn. Không biết Cookie có thâu được mẹ không mà thấy ok. Một hồi mẹ chui cho ra là con sẽ thấy mẹ hái bạc hà. Đi hái rồi đó mà nó khổ dữ vậy, không biết nó bầu tóc nó già cái tóc kìa. Hello, I am here. Đây, nó có mấy cái cây nó cũng hơi héo héo rồi, mình cắt nó luôn. Ôi cha, quá trời luôn. Thế nè, như cái nhánh này nè, phải cắt nó nè. Ôi cha, tưới nước nó nằm ở trong đây không, mày cắt cái nó chảy nước ra. Có mấy cái lá đó nó hơi phiền. Một cây kiếm mấy nhánh mập mập cái nấu canh được chứ. Mà cái nhánh này thì nó đang có lá. Đó rồi, cắt nhầm lộn rồi, cái nhánh này hơi nhỏ. Rồi cái nhánh cây con nữa. Hai cây. Bạc hà này mắc lắm nha Cookie. Con gái mình với ông xã mình á, ăn canh chua thì thích ăn bạc hà. Còn mình á thì canh chua thì mình thích ăn đậu bắp, cho nên là mỗi một lần mình mua, mình nấu canh chua là mình phải mua hai thứ luôn, là đậu bắp với bạc hà đó. Đó cho nên là mà mỗi lần mình mua đó các bạn, có mấy khúc thôi, một vị có mấy khúc á mà 5-6 đồng. Cho nên em gái mình nói giờ em cho chị chồng cái lần chị nấu canh chua cho Cookie nó ăn. Em gái mình được cưng lắm, ở nhà rất là được cưng, vì cậu chú bác thì cũng rất là cưng Cookie, cho nên là cái gì mà Cookie thích đó là cũng sẽ có hết á, cưng lắm. Tại vì con gái mình nói chung thì nó rất là ngoan á các bạn, có ngày lớn lên ăn mà đi học không à đó, cho nên là được mấy gì mấy cậu rất là cưng. Rồi quá trời luôn, chết rồi, mày cắt lỡ cây này luôn rồi, phải cắt luôn rồi. Cắt đủ rồi hả Cookie? Đủ ăn rồi. Dạ okay, mấy cây này nó cũng éo éo hay mày cắt cho nó lớn, thì là cắt không cắt đó, nó không lớn. Rồi ô nè, cái kéo của mẹ nè, mẹ tìm được cái kéo rồi. Phải hái hết đi cho nó nhảy lên, thôi mình hái rồi cái gì mình chia với mấy người bạn của mình á. Cái này trồng ở nhà nó rất là ngon và ngọt luôn á con ơi. Mua ở ngoài á hả là mấy đồng bạc có mấy cây. Rồi để cho nó nhảy lên, chứ mà không hái á nó không có lớn lên được, nó cứ
cứ vậy hoài à. Đến hồi mẹ hỏi cu cơ coi, cu cơ con chồng, cu cơ con rành á, cắt nó như thế này rồi sao nữa? Người ta cắt rồi mẹ mới hỏi. Ừ, nó tự nhảy như thế nào á. Đó đây là lần đầu tiên mẹ chồng, mẹ cũng không có kinh nghiệm nhiều. Còn bà... mình phải cắt nó ngắn vậy à? Đúng rồi con, cắt nó ngắn thì cho nó mới nhảy, nó mới có sức nó nhảy nữa. Chứ không thôi là nó cứ bị nuôi mấy cây này hoài, cây này nó già, mà nó già nó cũng vàng nữa con. Mấy bữa trước mình cũng cắt hết mấy nhánh đó. Đó, vậy nó mới nhảy cây con thấy không, nó nhảy nhánh lên. Rồi, thêm một mớ nữa. Cái kia xích ra để mẹ ra nha, mẹ cầm dao quá con. Mình vô mình hái cho hết mấy cái loại lớn này để cho mấy cái cây con nó lớn lên, cho nên là mình rất là nhiều. Ăn không hết thì mình sẽ chia với một người bạn của mình đó ha. À, gia đình mình của bạn mình cũng thích ăn canh chua lắm. Đây, đổ mồ hôi luôn đó các bạn. Nhưng mà nấu nồi canh chua mà không có rau ngọt ôm chứ lại ngò gai thì đâu có ngon phải không các bạn? Và phải có vài khoanh ớt nữa thì nó mới là đúng cái hương vị của cái nồi canh chua miền Nam của mình. Cho nên là mình phải đi ra đây mình hái mấy trái ớt. Đó các bạn coi nè, ớt của mình nó cũng chín rồi. Hôm bữa mà mình cũng có mấy người bạn xin cái giống về để mẩy. Đó, hai trái này nó đỏ rồi, mình sẽ hái vô để một hồi mình nấu cái nồi canh chua. Còn mấy cái trái này thì nó cũng đang, mình rất là thích trồng cái loại ớt này nha. Trái nó to mà trồng nó xích lắm, mà sao năm nay Cookie chưa có thèm phở của mẹ vậy, cho nên mẹ nấu không được nè. Thôi mình cho nó vô lại trong đây mấy cái bạn. Cái này thì không có thể thiếu trong cái nồi canh chua của mình ha, là ngò ôm, ngò gai với lại ớt. Sau khi mình nấu canh chua xong mình bỏ vô thì nó mới là thơm mới ngon phải không các bạn? Rồi coi như là xong. Hồi mình nhét vô cái phong gì đó. Đây là thành quả của mình ngày hôm nay nè các bạn. Mình hái được hai trái ớt để mình nấu canh chua ha. Đây hai trái ớt. Rồi một đống là cứ thấy không con? Một đống bạc hà luôn nè. Cái đống bạc hà này á, mà ở ngoài mình mua á, là hơn 10 đô á. Một đống bầu nè, thì có bầu thước với lại bầu sao lô ở lai. Đây là những cái trái bầu sao nó lai bầu thước này các bạn. Hả? Thấy không Cookie? Không thấy cái bình hình nó có bông không? Đó. À, cho nên là cái thu hoạch của mình hôm nay là như vậy đó các bạn. Thôi, thấy ham không? Đó. Thôi bây giờ mình chia tay các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn vlog sau nha. Bye bye.